Giới thiệu cho anh em thêm một chiếc xe đẹp nữa, đó là chiếc Toyota Yaris 2 1.5G. Đây là một chiếc phiên bản 2019 nữa. Xe nó mới chạy được có 20.000 km thôi. Thực ra những cái xe Yaris này thì thường thường là chị em phụ nữ họ mua xe thì họ chạy cái số lượng km nó cũng ít. Thường là chở con đi học với lại đi làm, cho nên cái số lượng cái số km nó quá thấp, nên dẫn tới cái tình trạng xe nó còn rất là đẹp. Vâng, xe này thì xe màu đỏ nhé, xe sản xuất năm 2019. Xe này thì bên Sơn đang chào bán là 640, giá là giá nói chung là giá chào vậy thôi. Nhưng còn anh em mà khi mà mua thì cứ liên hệ, nếu mà thích rồi thì cứ mua, cứ liên hệ trực tiếp để anh em mình báo một cái giá nó tốt cho anh em. Xe này thì bên Sơn sẽ hỗ trợ khoảng tầm 60 đến 70%, thì anh em chỉ cần chuẩn bị cho Sơn khoảng tầm 170, 180 là mình nhận được xe rồi.